Thưa quý vị, không chỉ thành công với nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước, Nguyễn Võ Gia Huy còn là cái tên được đông đảo những người yêu thích âm nhạc tại Canada biết tới. Hiện nay, nhạc sĩ trẻ Nguyễn Võ Gia Huy là một trong những giảng viên chuyên ngành âm nhạc tại trường âm nhạc đương đại London, Ontario, Canada. Mời quý vị cùng đến với nhạc sĩ Việt trẻ tài năng qua phóng sự sau đây. Đến với âm nhạc từ khi 10 tuổi, đến nay, Nguyễn Võ Gia Huy đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc tại Việt Nam như giải nhất bài hát Việt 2012-2013, bài hát hay nhất trong Đồ Rê Mí 2014, giải nhất cuộc thi phối nhạc do công ty Đồ Rê Mí Shop tổ chức mùa Giáng sinh 2014. Anh cũng tự mình xây dựng và điều hành một trường dạy nhạc mang tên IGM School. Ngay sau khi tới Canada, trường âm nhạc đương đại London đã mời Gia Huy tham gia giảng dạy âm nhạc tại đây. One of the best things about working with Huy is that he's not only very proactive, but he's also very positive about everything that he does, whether we're working on music or even working on construction and building new studios that we have here at the school. He loves to come in, he loves to talk about music, and I can see when he works with his students, he loves to share his passion about music with them as well. Trường âm nhạc đương đại London là một trong những ngôi trường dạy nhạc đương đại uy tín nhất tại thành phố London, Ontario, Canada. Trường cung cấp những bài giảng với tất cả các loại hình âm nhạc đương đại như guitar, piano, bass, drum, violin, mandolin. Các bài giảng được thiết kế dưới dạng private lesson, một thầy một trò, với sự nhiệt tình sáng tạo trong từng bài giảng và đặc biệt là khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ. Nguyễn Võ Gia Huy hiện là một trong những giảng viên được đánh giá cao tại trường âm nhạc đương đại London. First of all, he's a very professional guitar player with 15 years experience, and also he's very patient. You know, I don't know something exactly. He may spell it in a notebook with pen. Thì cái môi trường học ở đây á, là tất cả giảng viên ở đây họ là những cái người chơi nhạc rất là chuyên nghiệp và họ có được đào tạo bài bản từ trong các cái môi trường giáo dục ở bên Canada này. Thì chính vì một cái yếu tố này mà Huy có thể học được rất là nhiều thứ ở họ. Từ đó mình có thể phát triển bản thân mình thêm. Ngoài ra về cái văn hóa cũng như cái cách giáo dục ở bên này họ cũng sẽ có những cái cách rất là khác ở Việt Nam, thì từ đó mình có thể phát triển thêm được về cái vấn đề mà nghiệp vụ sư phạm của mình để mình có thể gọi là phát triển thêm về cái cách giảng dạy của mình mà giúp cho học trò phát triển một cách nhanh nhất có thể. Vượt qua trở ngại về ngôn ngữ cũng như những khác biệt trong văn hóa, luôn nỗ lực trau dồi học tập, Nguyễn Võ Gia Huy là một trong những người Việt trẻ đã và đang khẳng định được vị trí trong nền âm nhạc tại Canada.